Văn Toàn bị thẻ đỏ, huấn luyện viên Park Hang-seo phản ứng ra sao? Tiếp đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình tại bảng B AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ xếp Văn Toàn đá chính thay Quang Hải. Có vẻ như tiền vệ của Pau FC chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nên huấn luyện viên người Hàn Quốc không muốn mạo hiểm, đặc biệt khi Malaysia nổi tiếng là đội bóng có lối chơi thô bạo. Nhưng niềm tin của huấn luyện viên Park Hang-seo và Văn Toàn đã không được đền đáp. Chỉ vài phút sau khi Tiến Linh mở tỷ số, Văn Toàn đã bị trọng tài Sato Ryuji truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai. Phút 32, Văn Toàn bị thẻ vàng vì soạc trượt bóng và dẫm vào chân của Dominic Tân. Trước đó, cầu thủ tiền đạo này đã bị một thẻ vàng ở phút 13. Huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng với quyết định của trọng tài Sato Ryuji nên đã phản ứng gay gắt. Chiến lược gia người Hàn Quốc và các thành viên trong ban huấn luyện phân mua nhưng không thể thay đổi quyết định của vị vua áo đen. Sau khi Văn Toàn bị đuổi, đội tuyển Việt Nam bị đội tuyển Malaysia ép sân, nhưng sự xuất sắc của Văn Lâm đã giúp chúng ta bảo toàn mảnh lưới trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, trong tình huống tranh bóng, Ami của Malaysia đã đánh nguội đối với Đoàn Văn Hậu bên ngoài đường biên. Trọng tài Sato lập tức cho tuyển Việt Nam hưởng penalty và rút thẻ đỏ với hậu vệ áo vàng. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Cuối trận, Quang Hải vào sân kiến tạo để Hoàng Đức ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Việt Nam, qua đó trở lại với ngôi đầu bảng B AFF Cup 2022.